kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, bão Bofa đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực phía bắc của đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Và đến 13 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của nước ta khoảng 370 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai, mùng 5 tháng 12, vùng biển phía đông nam của Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày mai mùng 5 tháng 12 ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa tây nam của lưỡi áp cao lục địa, với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ trung bình. Phía bắc dãy áp thấp đang phát triển nên trời chuyển khá nhiều mây và mưa về chiều tối ở diện vài nơi. Thưa quý vị, thời tiết vùng núi Tây Bắc hiện nay cũng chỉ có mưa nhỏ ở vài nơi. Thêm vào đó, sương mù xuất hiện khiến cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng và hùng vĩ hơn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây. Trong đó, Mù Căng Chải là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái với trên 90% dân số là đồng bào Mông. Trong những năm gần đây, Mù Căng Chải đã và đang trở thành điểm đến của nhiều du khách thập phương. Đến với Mù Căng Chải, chắc chắn du khách cũng cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên cũng như sự đặc sắc về văn hóa nơi đây. Đường đi tuy xa và khó khăn song lại rất thú vị, quang cảnh thay đổi liên tục với vẻ hùng vĩ, hoang sơ nhưng thơ mộng, thanh bình của những ngôi nhà được bao bọc bởi những cánh đồng. Song nổi bật nhất là vẻ đẹp biến thiên của những ruộng bậc thang khi xanh ngát, khi nhuộm sắc vàng bao la của lúa chín. Sau đây mời quý vị theo dõi thời tiết của các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, có nơi rét đậm. Tại Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ, với độ ẩm là khoảng 70%. Sapa, nhiệt độ chỉ từ 10 cho đến 12 độ, độ ẩm rất cao 100%. Tam Đảo thì nhiệt độ thấp nhất là 11 độ và cao nhất là 13 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động từ 15 đến 19 độ, với độ ẩm là khoảng 90%. Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ và cao nhất là 19 độ, với độ ẩm là 100%. Thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 18 độ, với độ ẩm là 100%. Chưa chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa ở vài nơi. Riêng phía Bắc gần sáng mai có mưa, có nơi mưa vừa và trời rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, cao nhất là 19 độ, với độ ẩm là khoảng 100%. Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 25 độ, với độ ẩm là khoảng 85%. Còn ở thành phố Huế, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ, độ ẩm là 80%. Các điểm du lịch khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào ở vài nơi, riêng ở Bà Nà còn có mưa phùn và sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ, với độ ẩm là khoảng 70%. Phố cổ Hội An, nhiệt độ trong ngày là từ 22 đến 30 độ, với độ ẩm là 70%. Tại khu du lịch Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 23 độ, với độ ẩm là 75%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, thời tiết khá thuận lợi cho du lịch, ngày có nắng và trời không mưa. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ và cao nhất là 30 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại khu du lịch Mũi Né, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 31 độ, với độ ẩm là 70%. Thành phố Vũng Tàu, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ, với độ ẩm là 65%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời khá rét về đêm. Tại thành phố Pleiku, nhiệt độ chỉ từ 17 đến 29 độ, với độ ẩm khoảng 50%. Buôn Ma Thuột, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ, với độ ẩm là khoảng 60%. Thành phố Đà Lạt, nhiệt độ thấp nhất là 12 độ và cao nhất là 24 độ, với độ ẩm là 60%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, chiều tối mai sẽ có mưa ở vài nơi. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 33 độ, với độ ẩm khoảng 60%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ, với độ ẩm là 50%. Tại khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ, với độ ẩm là 60%. Thời tiết biển chuyển xấu dần, có mưa và dông nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch tối nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.